em thì không yêu nhiều như các bạn ở đây. Em rung động thì nhiều nhưng mà yêu thì thật ra rất là ít. Em có một mối tình khá đẹp, tình yêu 4 năm, đấy là thời đại học. Thật ra thì mọi chuyện đã rất là tốt đẹp. Thì cái người thứ ba xuất hiện này là ở cái năm thứ ba bọn em yêu nhau. Có thể là hai người vẫn ở gần nhau nhưng mà em cảm thấy cái sự quan tâm nó không còn nhiều như trước nữa. Thì em có đặt ra một vài câu hỏi, liệu hay là do yêu nhiều năm mới như thế, bạn ấy mới như thế, hay là có một vấn đề gì khác làm cho bạn ấy lạnh nhạt với mình. Thì em bắt đầu tìm hiểu, nhưng mà em tìm hiểu trên cái cách là im lặng và quan sát. Cái hôm mà cao điểm nhất đó chính là em thấy tin nhắn Zalo. Mọi khi bạn ấy chỉ hay xài Facebook thôi, nhưng em có thể đoán được cái pass anh ấy cài ở điện thoại. Em nhập lần đầu tiên và đúng luôn. Đó chính là ngày sinh của em. Thì y rằng là đã xuất hiện một câu chuyện rất là thú vị. Và nhân vật nữ ấy cực kỳ hấp dẫn. Cơn tức nó sôi lên rất là nhiều. Và em đã có được cái số điện thoại của cái cô đấy. Thì khi mà anh ấy đi làm rồi thì em mới em gọi FaceTime thôi. Và em chỉ là em gọi nhưng không nghe máy. Có thể là cô ấy đã biết số điện thoại của em, hoặc là cô ấy là người đã biết em, nhưng em không biết cô ấy, em không biết người thứ ba ấy. Lúc sau anh ấy gọi lại cho em, anh ấy lại gọi lại cho em. Em vừa gọi điện cho ai đấy? Đúng luôn. Anh ấy biết luôn và thật sự là em rất sốc. Tại vì em đang là chủ quyền, người đàn ông đấy đang là của em mà. Cái cơn thịnh nộ nó đến một cái lúc mà mình cần phải giải quyết rồi. Em vẫn tiếp tục nhưng mà trên cái phương diện là tôi đang im lặng. Và em như một người bất lực trong cái mối tình của mình, trong khi mình vẫn đang yêu anh ấy. Thì em lại nhắn tin cho cô ta. Em không nhớ rõ được lúc đấy em nhắn những gì mà khiến cho hôm sau cô ta phải nhắn cho anh ấy rằng em sợ chị Thành quá, nếu anh muốn tốt cho em thì anh hãy buông tha em. Wow. Quay trở về với chị ấy. Tóm lại là của Thành là gì? Là khủng bố đối thủ bằng tin nhắn, đúng không? Để cho đối thủ phải cảm thấy sợ hãi, choáng váng. Tại vì em nắm được cái thông tin về cô ấy là cô ấy vẫn còn đang đi học, mới là năm nhất đại học thôi. Thì em nắm được những cái điều cơ bản về cái người phụ nữ khi mà họ năm nhất đại học họ sẽ như thế nào. Và cái tình cảm của họ đối với cái anh chàng lúc đấy rất là bồng bột. Nếu mà bây giờ cô phá vỡ tình cảm hạnh phúc của tôi thì cô cứ chờ xem, một ngày nào đấy sẽ có người khác đến cướp cái anh đấy từ cô thôi. Ban giám khảo sẽ chọn ra 4 cô gái có câu chuyện và cách ứng xử khôn khéo nhất vào vòng an toàn. 4 cô gái còn lại sẽ tiếp tục bước vào phần tiếp theo để chiến đấu giành 2 suất cuối cùng vào top 6. Nghĩa là sẽ có 2 cô gái bị loại và ban giám khảo sẽ chọn ai đây? Từ những cái ngày đầu tiên, từ những thử thách thì lúc đó mình mỗi lần mà lọt vào top nguy hiểm mình cảm thấy lo lắng lắm. Mình cảm thấy càng nỗ lực nhiều hơn. Và nếu mình nghĩ lúc đó, nếu mà gọi tên mình mà ra về là chắc sẽ bị đứng tim, sẽ bị cảm thấy là hồi hộp và chắc có lẽ sẽ sợ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà Quỳnh Thi được gọi thì cảm thấy rất là bình thường. Mình bị loại thì mình cũng cảm thấy là một cái điều gì đó ngăn cản cái sự tỏa sáng của mình. Và bây giờ thì đã có 2 nhóm, trong này sẽ có một nhóm đi tiếp. Còn một nhóm ấy thì sẽ bước vào một cái phần thử thách. Run á, không thể nào không run được. Nhưng mà hít thở và có một cái kỹ năng hít thở nhỏ nhỏ là hít thở sao cho cái lần hít và lần thở nó kéo dài 4 giây và thấy rất là hiệu quả. Anh Đức sẽ nhường Hiếu Nguyễn công bố nhóm đi tiếp. Nhóm đi tiếp của ngày hôm nay đó chính là